Em chào các anh chị, em là Lan Rừng Thủy Cai. Số điện thoại để các anh chị liên hệ đặt hàng là 0866 189 566. Em ship hàng toàn quốc, phí ship đồng giá chỉ có 30.000 đồng cho một đơn hàng. Và ngoài ra thì trong cái những cái mặt hàng của nhà em ngày hôm nay thì cũng sẽ có loại em bao ship từ 1 cân và cũng sẽ có loại em bao ship từ 1 chậu hoặc 2 chậu. Là những loại nào thì các anh chị theo dõi trong video. Và những loại nào em không nói bao ship thì là sẽ không bao ship các anh chị nhá. Sau đây em cũng xin phép giới thiệu đến các mặt hàng. Đuôi chồn hôm nay rất là tươi, giói và đẹp luôn. Các anh chị cũng biết rồi, đuôi chồn hoa nó dài và thời gian nở hoa nó rất là lâu. Đấy, hàng thì cực kỳ là tươi. Đấy, tuy nhiên hàng rừng thì nó cũng chỉ tương đối thôi. Nó cũng sẽ có những cái lá nó bị lỗi từ rừng như thế này. Đấy, nhưng mà phải nói là hôm nay lỗi cực ít và rất là đẹp này. Hàng như này này rất đẹp rồi đấy các anh chị ơi. 200.000 đồng một cân dáng hương đuôi chồn cây lá xếp. Mướt mát luôn và 50.000 đồng một bó. Một dòng lan và thi thoảng mới về, mà thực ra mà nói cũng lâu lắm rồi không có hàng luôn các anh chị ạ. Thời điểm này thì nó đang có nụ có hoa đại bạch hạc, hoa rất là đẹp luôn các anh chị ơi. Đấy. Em bán với giá là 220 một cân và hôm nay đại bạch hạc các anh chị lấy 1 cân em sẽ bao ship với anh chị nhá. Đấy, hôm nay em chạy chương trình đại bạch hạc, hàng rất là mới, rất là tươi đẹp. Đấy. Các anh chị mà mua đại bạch hạc cái hàng thuần đấy mà một cái hàng thuần ấy, rất là đắt luôn các anh chị ơi. Đại bạch hạc năm nay nó rẻ hơn năm ngoái rồi đấy. Mà thực ra năm ngoái cũng không có luôn. Đấy, hoa rất là đẹp luôn này. 220.000 đồng một cân, lấy một cân em bao ship. Kim điệp thơm hay còn gọi là kim điệp nhựa, kim điệp sáp. Cái loại này thì không cần phải giới thiệu nhiều. Các anh chị cũng biết là nó rất là thơm. Đấy, thời gian nở hoa của nó thì cực bền, 50-60 ngày. Và đặc biệt là nó nở hoa vào đúng cái dịp Tết mùa xuân luôn. Đấy, em bán 180.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó kim điệp thơm. Lấy 2 cân em bao ship. Trong tu đá hoa trắng hàng hôm nay rất là đẹp luôn. Hoa nó sai lắm. 150.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó long tu đá hoa trắng. Ý thảo 3M, một cái dòng lan phải nói mặt hoa nó rất là đẹp các anh chị ạ và cực kỳ là sai hoa. Em có 5 phần ý thảo 3 màu. Đây mầm gốc nó đang lên rất là nhiều và rất là đẹp luôn này. Hàng mướt mát. 5 phần này, mỗi phần em đều bán đồng giá là 50.000 đồng một phần ý thảo 3 màu. Vảy rồng rất là đẹp luôn các anh chị ơi. Nó cũng có nhiều rề. Có cả rề to, có cả rề nhỏ. Đây, hàng rất là đẹp này. Vảy rồng em bán với giá là 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Và hôm nay em chạy số lượng vảy rồng nên là các anh chị lấy 1 cân em sẽ bao ship. Trầm trắng em xót 2 chậu, còn xót 2 chậu như thế này. Đấy, chậu nào cũng rất là nhiều thân này, đẹp chưa? Trầm trắng em bán với giá là 150.000 đồng một chậu. Và các anh chị lấy cả 2 chậu này em bao ship nhé. Hoặc các anh chị kết hợp với 1 chậu nào nữa. Đấy, hàng rất là đẹp luôn, nhiều thân, nhiều mầm như thế này. Hai châu rừng bóc trụ. Hôm nay về, đây, cây to rất là nhiều, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3 cây cho đến 6 cây một cân. Đấy, 3 cây cho đến 6 cây một cân, hàng rất là đẹp như thế này, lá đanh và rất là nhiều cây lá mít như thế này các anh chị nhé. Đấy, không phải tất cả nhưng mà rất là nhiều cây lá mít luôn. Em bán với giá là 250.000 đồng một cân đai châu rừng bóc trụ và các anh chị có thể mua lẻ theo cây thì em sẽ nhặt lên và tính cân lên. Bao nhiêu thì tính tiền với giá 25.000 đồng một lạng. Và các anh chị mua 1 cân em sẽ bao ship trong ngày hôm nay. Hôm nay em chỉ về được một ít cái hàng đai châu Thái thôi. Đai châu Thái thì cây nó nhỏ nhỏ và vừa vừa. Nói chung là hôm nay thì không có cây to quá. Cây nhỏ nhỏ và vừa vừa như thế này. Châu Thái thì nó cũng sẽ có nhiều màu. Tuy nhiên là em sẽ không phân biệt được màu các anh chị nhé. Cũng sẽ có thể có cái lá nó màu như thế này. Cũng sẽ có thể cái lá nó trắng như thế này. Đấy. Thì nói chung là em cứ nhặt solo cho các anh chị thôi. Đai châu Thái thì 350.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó. Hoa hồng đỏ đang lên rất là nhiều mầm mới, rất là đẹp luôn. Mầm nó rất là cao rồi các anh chị nhé, chứ không phải thấp đâu ạ. Cao, mập, đẹp, giá hoa hồng đỏ em bán với giá 150.000 đồng một chậu. Lấy 2 chậu em bao ship. Enzo trắng ruby, hàng rất là đẹp. Cây nó mập, mướt mát như thế này nhé. Cái dòng này thì rất là dễ chăm luôn các anh chị ạ. Hàng đã thuần đẹp như thế này rồi. Em bán với giá là 300.000 đồng một chậu. Và hôm nay lấy 1 chậu em cũng bao ship cho các anh chị luôn. Dendro nắng chớp bịp. Đây là cái dòng đột biến của Dendro nắng. Với cái mặt hoa của nó rất là đẹp luôn. Và thơm sai hoa, hàng này cũng dễ chăm. Hiện tại thời điểm này nó cũng đang lên thêm những cái mầm gốc mới. Và trong một chậu cũng sẽ có những cái thân nó đã đứng ngọn. Cũng sẽ có thân nó đang đi ngọn. Và những cái thân nó đã đứng ngọn là tới này các anh chị cũng sẽ được ngắm hoa các anh chị nhé. Dendro chớp bịp này em bán với giá 230 một chậu. Chậu nào cũng đang lên mầm gốc nữa. Rất là đẹp luôn. Và có rất là nhiều thân tơ luôn này các anh chị nhé. Đấy, 230 một chậu, lấy 2 chậu em bao ship luôn. Hoàng nhạn cây lá xếp rất là đẹp như thế này.
Hoàng nhạn, đây là hoàng nhạn bắc trụ các anh chị nhé, hàng rừng bắc trụ. Đấy, đây này, có những cái cây nó còn bị lỗi lá gấp nữa các anh chị nhé. Đây là hàng rừng bắc từ trụ ra cho nó rẻ các anh chị ạ, và cây nó rất là đẹp như thế này. Bình thường thì các anh chị phải mua tầm khoảng là 90.000 cho đến 100.000 đồng một cây như thế này. Nhưng hôm nay em bán với cái giá tri ân chỉ có giá là 50.000 đồng một cây. Hoàng nhạn tháng 4 hàng bắc trụ, đối với loại cây nó tầm tầm như thế này các anh chị nhé. Cây nó tầm như thế này. Đấy. Còn đối với cái cây nó sẽ to hơn một chút xíu. Đấy, nó size to hơn thì sẽ là 60.000 đồng một cây. Và các anh chị lấy 3 cây em bao ship nhé. Hoa nó rất là thơm và đẹp. Đây là hàng rừng bắc trụ. Bạch hỏa hoàng thì hôm nay em cũng chỉ có 10 phần nhá. Đấy, hôm nay có 10 phần bạch hỏa hoàng. Cái đặc điểm của bạch hỏa hoàng thì cây nó nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này, nhưng mà hoa của nó cũng rất là đẹp. Và đây cũng là một cái dòng lan nó khá hiếm, không phải lúc nào cũng có hàng đâu ạ. Mỗi cái phần bạch hỏa hoàng như thế này rất là đều nha anh chị ạ. Em bán với giá là 80.000 đồng một phần bạch hỏa hoàng nhá. Em chỉ có một ít địa lan luân như thế này thôi. Và đây là một cái dòng lan nó chỉ có ở cái vùng Tây Nguyên thôi anh chị ạ. Cái hàng này thì rất là dễ chăm, em bán với giá là 150.000 đồng một cân địa lan luân, lấy một cân em bao ship và 50.000 đồng một bó. Năm cánh trắng hạng hầm, cái chậu này em xả hàng còn 100.000 nhá. Em gọi đây là chậu năm cánh trắng hạng hầm số 65. Và ngoài ra thì em cũng có cái lô năm cánh trắng hạng hầm, thân nó cao hơn các anh chị ơi. Thân nó cao hơn và nhiều thân hơn các anh chị này, mập hơn, đẹp hơn, rất là mướt mát. Hoa nở Tết mùa xuân và cực kỳ là thơm. 150.000 đồng một chậu năm cánh trắng hạng hầm, hôm nay lấy một chậu em bao ship. Trinh bạch đang có rất là nhiều nụ, có những cái nụ nó đã to như thế này rồi, có những cái nụ nó nhỏ, nhưng phải nói là phải đến 95% là đang có nụ rồi các anh chị nhé. Trinh bạch hoa nó rất là đẹp, hàng thì rất là mướt mát như thế này, đẹp lắm. Em bán với giá là 160.000 đồng một cân trinh bạch, 50.000 đồng một bó. Và các anh chị lấy một cân em bao ship trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi. Đây là cái chậu tác phẩm có rất là nhiều mầm lên như thế này đây. Phải trên dưới 10 mầm là cái chắc chắn luôn các anh chị nhé. Đấy, rất là đẹp. Ngoài ra thì một số nó cũng có cả ki nữa như thế này. Hàng bao đẹp cho các anh chị. Giá cũ là 150.000 đồng. Và hôm nay em sẽ xả hàng chỉ còn 130.000 đồng một chậu trầm cổ thôi các anh chị nhé. 130.000 đồng một chậu và các anh chị lấy hai chậu em bao ship. Dòng này hoa nó rất là đẹp. Không còn hai cái chậu chớp Mỹ, chậu nào cũng nhiều thân như thế này đây các anh chị này. Đấy. Em bán với giá là 150.000 đồng một chậu chớp Mỹ. Và chớp Mỹ các anh chị lấy một chậu em bao ship. Cái dòng chớp Mỹ này thì phải nói là hoa nó cực kỳ là thơm, bông to và rất là sai hoa. Kiều Lộc Bắc, cái dòng này hoa cũng nở Tết này các anh chị này. Một cái chậu này rất là nhiều thân nhá. Chậu này mà một khi so sang thay sang những cái chậu lan nhựa thôi các anh chị sẽ phải mua trên 200.000 đấy ạ. Và một cái chậu này rang rất là nhiều thân như thế này, em bán với giá chỉ có 150.000 đồng một chậu Kiều Lộc Bắc, lấy hai chậu em bao ship. Hàng đẹp nhá các anh chị. Chúc Phật Bà hàng thuần rất là đẹp. 160.000 đồng một chậu, lấy hai chậu bao ship. Hàng này hoa nở Tết mùa xuân. Có những cái chậu rất là nhiều thân nhưng nó thấp một chút xíu nhá. Còn chậu nào thân nó cao thì nó sẽ ít mầm hơn. Em còn 3 cái chậu kiếm Phan Chí, em sẽ ký hiệu từng chậu. Giá cũ của em thì đều là 450 một chậu. Hôm nay còn 3 chậu em xả hàng luôn. Chậu số 1 đây ạ. Chậu số 1 thì nói chung là nó bị một vài cái lá nó như thế này thôi. Khoảng hai lá như vậy ạ. À, đấy, và nó bị vỡ chậu. Thế tuy nhiên là mang mới nó đang lên đây. Chậu số 1 350.000. Chậu số 2 thì cũng bị một vài lá từ nhà vườn rồi, nó chẳng ảnh hưởng gì đâu các anh chị ơi. Đấy, nó xước xước như thế này ấy các anh chị ạ. Chậu số 2 này nó cũng đang bắt đầu lên những cái măng mới các anh chị ạ. Em cũng bán 350.000. Chậu số 3 thì nó ít thân hơn một chút xíu. Chậu số 3 thì ít thân hơn, với lại nó có cái lá nó bị cắt như thế này này. Đấy. Và nó cũng đang lên măng mới. Chậu số 3 này em xả hàng luôn. Là với giá lỗ hơn nữa, chỉ còn 300.000 thôi. Và tất cả ba cái chậu kiếm Phan Chí này là em bảo hành chuẩn hoa. Như các anh chị theo dõi nhà em thì các anh chị cũng biết rồi, tất cả các cái chậu kiếm Phan Chí về đến nhà em thì đều đang có nụ và đang có hoa hết. Nên là các anh chị yên tâm là hàng rất là chuẩn hoa nhé. Hàng này hàng có bảo hành. Đơn cam hàng nguyên bản thì như các anh chị thấy đấy, nó đã đang lên rất là nhiều mầm gốc như thế này. Hầu như là cái khúc nào đang lên cũng đang lên mầm gốc, và nó còn có rễ mới nữa đây này các anh chị. Đấy. Hôm nay thì còn một ít thôi nên em xả hàng đơn cam. Những cái khúc ở phía bên này đấy, nó có mầm gốc cao như thế này đấy, hoặc là có thể là nó thấp nhưng mà nó lại nhiều mầm trong một khúc, thì em thanh lý luôn phía bên này
đó là 50.000 đồng một khúc. Còn ở phía bên này, đó chính là những cái khúc đơn cam. Nó thì đang bắt đầu thôi, chứ cái mầm của nó chưa cao, nó chỉ bé bé như thế này thôi. Đấy. Những cái khúc mà đơn cam mầm bé như thế này thì là em bán xả luôn với giá 30.000 đồng một khúc. Giá xả này là lỗ đấy anh chị nhé. Chấm tím rừng Lào, hàng đã thuần như thế này và đang bén rễ rồi nhá. Hàng này em ghép nguyên một cái rề to đùng của cái hàng kg ấy. Thì em vẫn bạn tính theo cái giá của hàng kg thôi các chị ơi. Cái rề này lúc bán theo hàng kg thì em bán là 680 và bây giờ vẫn là 680, mặc dù hàng đã thuần rồi đấy. Mầm gốc đang lên rất là nhiều luôn ạ. Kiều dệt, hàng cực kỳ là đẹp này. Cái chậu này thuần đã được mấy năm rồi cơ, thậm chí đang lên thêm rất là nhiều mầm gốc mới nữa này. Đẹp lắm. Kiều dệt, cái chậu này 750.000 đồng bao ship. Hàng thảo đuôi gà, hàng đã thuần như thế này. Em còn 3 chậu. Chậu số 1 170.000, 100% thân tơ các anh chị nhé. Và những cái mầm gốc. Chậu số 2 cũng 170.000. Chậu số 3 xả hàng 100.000. Trầm bờ lưu, một dòng lan hoa thơm siêu hoa, mặt hoa VIP luôn. Mặt hoa rất là đẹp anh chị ạ. Đang lên cực kỳ là nhiều mầm gốc đẹp mướt mát như thế này. Em bán với giá 100.000 đồng một chậu trầm bờ lưu. Lấy 3 chậu em bao ship. Còn đây là dendro lá biên. Hoa của nó cũng là hoa cánh biên rất là đẹp. Dendro lá biên 150.000 đồng một chậu. Lấy 2 chậu em bao ship. Dendro úc mắt đen. Hoa nó cũng rất là đẹp luôn. Một cái chậu này phải trên 10 thân, gần 15 thân luôn các chị ạ. Cũng phải đến 15 thân đấy các anh chị ơi. Những cái chậu này, những cái chậu tầm khoảng 10 đến 15 thân như thế này, trên thị trường các anh chị đang phải mua với giá là 250.000 cơ các anh chị nhá. Và em chỉ bán với giá 170.000 thôi. Nó phải gần 15 thân các anh chị ạ. Và đây là những cái chậu thanh đạm Indo. Thời điểm này giá đang rất là rẻ. Một cái chậu thanh đạm Indo rất là nhiều thân như thế này. Em bán với giá là 300.000 đồng một chậu bao ship thanh đạm Indo các anh chị nhé. Hoa nở vào tầm tháng 10 đến tháng 12. Đang lên thêm những cái mầm gốc mới nữa này các anh chị này. Một chậu rất là nhiều thân. Cái dòng thanh đạm Indo này hoa nó thơm. Hibiki, một dòng lan, một dòng dendro siêng hoa, sai hoa. Và hoa nó nở quanh năm. Hibiki 120.000 đồng một chậu các anh chị nhé. Giá cũ là 200.000, hôm nay em xả hàng 120.000 một chậu. Chậu rất là nhiều thân và đồng thời nó đang lên thêm những cái mầm gốc mới nữa đấy ạ. Giả hạc Pháp, một chậu cũng rất là nhiều thân như thế này đây các anh chị này. Nó phải đến 10 thân mất thôi. Nhiều lắm, chứ không phải là 5-6 thân đâu nhá. Bình thường trên thị trường các anh chị mua những cái chậu là nó chỉ rơi vào 5-6 thân cũng đã 130 rồi đúng không ạ. Đây một cái chậu này nó phải tầm khoảng 10 thân, cũng phải đến 10 thân luôn các anh chị ạ. Rất là nhiều. Đây, nhiều chưa? Trên dưới 10 thân như thế này em bán chỉ có 150.000 thôi nhá các anh chị. Lấy 2 chậu em bao ship. Kiều vàng Thái em có 2 chậu này, nó đang lên thêm những cái mầm gốc mới đây các anh chị này. Đấy, hàng thì rất là dễ chăm thôi, hàng đẹp. 140.000 đồng một chậu kiều vàng Thái, lấy 2 chậu em bao ship nhá. Cái giá này thì giá là em đã xả rồi, cho nên là lấy 2 chậu mới bao ship được. Hạc đỉnh vàng thì hoa nó cũng rất là đẹp anh chị ạ. Còn một ít hạc đỉnh vàng thôi em bán xả luôn với giá là 100.000 đồng một cân hạc đỉnh vàng và 50.000 đồng một bó. Kèn Lai Châu, hàng cắt khúc ươm ki rất là chuẩn mặt hoa, bảo hành cho các anh chị luôn. Đấy, kèn Lai Châu số 1 250.000 đồng bao ship. Kèn Lai Châu số 2 đây ạ. Đấy. Đây nó cũng đang lên thêm mầm gốc nhé. Số 1 cũng đang lên mầm gốc này. Số 2 này cũng 250.000 bao ship. Cái Lai Châu số 3 thì nó thấp hơn số 1 với số 2 như thế này. Nhưng mà nó lại nhiều mầm hơn các anh chị nhé. Cũng 250.000 đồng bao ship. Cái Lai Châu số 3 là một chậu kèn Lai Châu thanh lý. Các anh chị ơi, chậu này em thanh lý. Vì sao ạ? Có một cái thân này nó bị gãy các anh chị ạ. Còn cái thân này thì nó không làm sao cả. Và nó vẫn đang lên thêm mầm nữa đây các anh chị nhé. Thanh lý luôn cái chậu này với giá là 150.000 đồng. Và không bao ship nhé. Em có cái phần hài giáp này. Với giá là 30.000 đồng phần hài giáp này nhé. Trúc đen thì hoa nó rất là thơm. Nó thơm thơm cái kiểu như là giống như kiểu kim điệp thơm ấy các anh chị ạ. Hoa nó cũng đẹp. Trúc đen số 1. Rề này giá cũ của em là 180 đấy. Giờ em thanh lý xả hàng còn 90.000. Trúc đen số 2. Số 2 này thì giá cũ của em nó cũng là 150. Thế tuy nhiên là em cũng thanh lý luôn với cái giá là 80.000. Sơn thủy tiên rất là đẹp luôn các anh chị nhé. Cái loại này các anh chị vào vườn thì quá là ok luôn này. Sơn thủy tiên em bán với giá 200.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó. Sơn thủy tiên các anh chị lấy 2 cân em bao ship nhé. Cái dòng này thì hoa nó rất là thơm các anh chị ạ.
sáp Lào. Thì nói chung là em cũng xả hàng sóc Lào với cái giá chỉ có 120.000 đồng một cân thôi các anh chị ơi. Các anh chị lấy sóc Lào một cân em sẽ bao ship. Và nói chung là sóc Lào ấy thì thượng như các anh chị cũng biết rồi đấy, hàng rừng cho nên là cái lá của nó có thể bị lỗi một chút xíu các anh chị nhé. Có cả cây to, có cả cây nhỏ. Cây to thì nó sẽ bị lỗi nhiều hơn cây nhỏ một chút xíu. Nhưng mà nói chung là hàng rất là tươi gió như thế này. Hoa nó đẹp ạ. Hoàng thảo đùi gà tròn thì em cũng còn một ít thôi. Và nói chung là nó bị rụng lá đấy. Giờ các anh chị lấy vào vườn thì vẫn ok thôi. Bình thường em bán đùi gà tròn với giá là 160.000 đồng một cân. Hôm nay em xả hàng đùi gà tròn với cái mức giá chỉ có 110.000 đồng một cân đùi gà tròn. Và vì đã xả hàng rồi nên là các anh chị lấy 3 cân em mới bao ship. Ngoài ra các anh chị có thể lấy theo bó là 50.000 đồng một bó. Đùi gà tròn thì mặt hoa của nó rất là đẹp các anh chị ạ. Đặc biệt là nó nở hoa vào đúng cái dịp Tết mùa xuân luôn. Cập bến một cái lô kiều tím hàng mới như thế này các anh chị nhé. Hàng mới cập bến như thế này em bán với giá là 280.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó. Ngoài ra thì em cũng có những cái lô kiều tím miền Trung. Lô này là lô em thanh lý. Cái lô này thì là nó ít lá là thứ nhất. Nhưng mà các anh chị yên tâm đi, hầu như là dề nào đây, dề nào nó cũng đang lên mầm gốc hết rồi các anh chị ạ. Cái lô kiều tím miền Trung hàng thanh lý này em bán với giá là chỉ có 190.000 đồng một cân thôi các anh chị nhé. Và cũng 50.000 đồng một bó. Kiều tím Thanh Hóa, chuẩn kiều tím Thanh Hóa em bảo hành luôn các anh chị nhé. Riêng kiều tím Bắc nhìn thân lá nó đã khác với kiều tím miền Trung rất là nhiều rồi đúng không ạ. Và hiện tại nó đang lên mầm gốc rất là đẹp như thế này này. Cái chậu kiều tím Bắc này, hàng nói chung là nó đã bám rễ rồi, đang lên hai cái mầm gốc mới nữa. Các anh chị ơi, tới này sẽ có thêm hai thân nữa. Cái chậu kiều tím Bắc này em bán với giá 550.000 đồng bao ship. Nói chung là kiều tím Bắc nó sẽ có giá hơn là kiều tím miền Trung bởi cái mặt hoa của nó sẽ tím đậm hơn các anh chị ạ. Và cái độ hiếm của nó cũng sẽ hiếm hơn là cái kiều tím miền Trung. Hạc vị Bắc là một cái dòng lan cực kỳ là dễ chăm, dễ thuần. Cái loại này thì vứt đâu cũng sống và nó không kén khí hậu các anh chị ạ. Em bán xả hàng luôn 90.000 đồng một cân hạc vị Bắc. Tất cả cái chỗ lan nhện này có một cân này, xả hàng 50.000 đồng. Vàng rất là đẹp luôn. Thì em bán một cân sẽ là 180.000. Các anh chị lấy một cân em sẽ bao ship đối với dòng kiều vàng này nhá. Đây là em đang chạy số lượng ấy. Kiều vàng em ký hiệu là K. Hoa nó rất là đẹp luôn, K1 này. K1 nó có hai cái rề thân nó cao và mập như thế này nhá. Đấy, anh chị nào thích những cái rề thân cao và mập như thế này thì anh chị lấy hình K1 này. Chính vì nó cao mập cho nên là trọng lượng nó nặng hơn thì sẽ là 150.000 đồng K1 có hai rề. Kiều vàng K2 nó có 1 rề, 2 rề, 3 rề, 4 rề. 40.000 đồng kiều vàng K2. Vàng K8 có 1 rề này, 2 rề, 3 rề, 4 rề này cũng 50.000 K8. Tiếp đến nữa đó chính là những cái hình kiều vuông cánh trắng. Các anh chị cũng biết rồi, kiều vuông cánh trắng thì hoa nó rất là đẹp. Đặc biệt là nó có thể nở hoa vào đúng cái dịp Tết để cho các anh chị chơi Tết. Kiều vuông cánh trắng em ký hiệu là A. Kiều vàng A, kiều vuông cánh trắng A19. A19 một cái rề này phải nói là cũng rất là mập luôn các anh chị ơi. Trời ơi cái thân của nó này. Đây các anh chị thấy cái thân của nó này, gần gấp đôi cái ngón tay cái của em luôn. Nói chung cái rề này thân nó mập, rất là mập luôn á. A19 này 150.000. Kiều vuông cánh trắng A20. A20 nó có 1 rề này, 2 rề. A20 này 50.000. A21 phải nói là đây các anh chị thấy không, nó gấp đôi ngón tay cái luôn rồi. A21 này rất là mập luôn, khỏe. Mặc dù nó hơi ít lá và một số lá nó bị lỗi từ rừng nhá. Cái này là bị lỗi từ rừng. Nhưng mà phải nói là thân nó cực kỳ mập và khỏe này. Đẹp chưa? Ấy, rất là ok luôn. A21 này, chính vì thân nó mập nó khỏe nên là trọng lượng của nó nặng. 100.000 đồng A21. A22, kiều vuông cánh trắng A22. Nguyên một dề này, thân nó cũng rất là mập lùn lùn. Vừa mập mập và nó lùn lùn. Đấy, như thế này. A22 này, 80.000 đồng. Kiều vuông cánh trắng A23. A23 là cái dề em thanh lý các anh chị nha. Để em xem nó thanh lý cái gì nào. Cái dề này thì thân nó cũng rất là mập. Tuy nhiên là nó bị lỗi một chút xíu từ rừng như thế này. Chính vì vậy em thanh lý. Dề A23 này đúng giá của nó là 50.000. Thì em giảm 20.000 còn 30.000 đồng A23 các anh chị nhé. A25 kiểu vuông cánh trắng A25 có hai dề như thế này, rất là đều nhau, đẹp này.
50.000. Kiều vuông cánh trắng A26 này cũng có 2 dề này, 50.000. Kiều vuông cánh trắng A27 là có một dề này, dề này em cũng thanh lý. Tại vì sao ạ? Đây ạ, cái thân này nó hơi bị lỗi từ rừng nhưng nó không ảnh hưởng gì cả, nó vẫn phát triển bình thường thôi các anh chị nhé. Đấy, A27 này em thanh lý. Giá của nó là đã giảm rồi các anh chị nhé, 30.000 đồng A27. Đai châu hàng bóc rừng nhá. Hôm nay em có cả đai châu bóc rừng, cả đai châu bóc trụ và cả đai châu Thái các anh chị ạ. Đấy. Mã C9 đai châu bóc rừng 50.000 đồng. Đấy, những cái cây giống như thế này. C10 cũng là đai châu bóc rừng 50.000. Nó nhỉnh hơn một chút xíu nên là ít cây hơn. C11 là một phần đai châu giống rất là nhiều cây như thế này, 50.000 đồng. C12 cũng là đai châu giống nhiều cây này, 50.000 đồng. C14 là một phần đai châu giống, nó có một cái cây này nó nhỉnh nhỉnh hơn chút xíu này, nhưng cũng rất là đẹp này. Đấy, cũng 50.000. C15 cũng là một phần đai châu giống, đai châu rừng cây xanh nhỡ, tuy nhiên là một số lá nó bị đây, bị lỗi từ rừng rồi. Chính vì vậy em cũng xả với giá là 50.000, chứ nếu mà để mà nói đúng giá thì nó cũng phải rơi vào 70.000, tại vì cây nó to hơn á. C16 là đai châu rừng, gồm có 4 cây, 1 cây này. Đấy, 2 cây, đấy, cây này cũng lỗi từ rừng này. Đấy, 3 cây. 4 cây, 4 cây này em cũng xả hàng 50.000 đồng. Đai châu rừng C17. C17 này là một cây to này, tuy nhiên là nó bị lỗi lá như thế này nên là em tí em sẽ cắt đi và em xả hàng cây này từ 100.000 còn 50.000. Giả hạt hoa oai trắng thì hoa nó rất là thơm, bông nó to, nở hoa vào dịp Tết mùa xuân và hoa nó màu trắng tinh, kinh chị ơi rất là đẹp. Hoa oai trắng số 3. Số 3 thì đây, nó cũng nhiều thân. Thế tuy nhiên là có cái thân. Có cái thân này nó bị gãy này, nhưng mà phần dưới này kinh chị vẫn có thể ươm kỳ nhá. Số hoa oai trắng số 3 này còn hai thân cao như thế này nhá, thì em xả hàng luôn, chỉ còn có 90.000 thôi. Hoa oai trắng số 4 này còn một cái thân này, còn các cái thân khác nó bị gãy các chị ơi. Đấy, số 4 này em xả hàng luôn, chỉ còn 50.000. Quế trắng tháng 8 hay còn gọi là quế lan hương, phải nói là cái loại này thì hoa nó rất là thơm các anh chị ơi. Đấy, loại này hoa nó rất là thơm luôn. Một số cây thì đang có nụ, thế tuy nhiên trong cái quá trình vận chuyển về đến nhà em thì cái nụ của nó bị lỗi rồi, nên là được cây nào thì hay cây đó, còn nụ còn lại là mình lấy làm giống. Chính vì vậy em xả hàng luôn quế trắng tháng 8 này với cái giá là 350.000 đồng một cân thôi các anh chị nhé, giá rất là rẻ luôn rồi. Và các anh chị có thể lấy theo bó 50.000 đồng một bó. Hoàng phi hạc hàng rừng thì hoa nó cũng rất là thơm. Em còn chỗ này thì em thanh lý xả hàng luôn, chỉ còn có 50.000 đồng một cân hoàng phi hạc thôi các anh chị nhé. Cái hàng này cho các anh chị vào vườn làm giống thôi ạ. Tiểu hồ điệp rừng, cái dòng này thì có rất là nhiều mặt hoa. Mặt hoa thì nó cực kỳ là đẹp, và đã là hàng rừng thì nói chung là hoa thì nó nhiều mặt hoa lắm. Hiện tại thì thời điểm này đang có một số những cái cây nó có nụ, có cái nụ cao, có cái nụ thấp các anh chị ạ. Tuy nhiên là nó cũng đang có nụ rất là nhiều, hàng đẹp nhá. 150.000 đồng một cân tiểu hồ điệp rừng. Và các anh chị lấy một cân em bao ship này. Và 50.000 đồng một bó. Số 35 là một cái chậu phi điệp lá âm dương như thế này. Chậu này em bán với giá là 150.000. Số 39. Số 39 là một cái khúc dáng hương đuôi sắc thuần như thế này. Với giá là 70.000. Số 40. Một cái bảng phi điệp tím hàng rừng như thế này. Đấy, đang lên thêm cả mầm gốc này nữa này. À, đang lên thêm kim này. 70.000. Số 42 là một cái khúc trầm tím. Trầm tím hàng thuần như thế này. Em bán với giá là 100.000. Số 43. Số 43 là một cái chậu phi điệp. Một cái chậu phi điệp tím hàng rừng như thế này. Em bán với giá là 100.000. Số 57, một cái chậu hạc vĩ thiên cung rất là đẹp như thế này, 150.000. Số 58 cũng là hạc vĩ thiên cung, xung xuê chưa, 150.000. Số 59, hạc vĩ thiên cung, 150.000. Số 62 là một cái bảng phi điệp tím hàng rừng thuần như thế này. Đấy. Em bán với giá là 100.000. Ngọc thạch 3 màu, em cũng xả hàng luôn. Hàng thì nó đang lên mầm gốc nhé các chị. Ngọc thạch 3 màu hoa nó rất là đẹp luôn, giá cũng là 150.000, hôm nay xả hàng luôn, chỉ còn 100.000 đồng một cân ngọc thạch 3 màu, 50.000 đồng một bó. Vũ nữ sô cô la, một chậu cũng nhiều thân như thế này, đang có nụ có hoa các anh chị nhé. Thế tuy nhiên là
cũng sẽ có những cái ngầm nó thấp, cũng sẽ có những cái ngầm nó cao tùy từng chậu. Đây là mặt hoa của Vũ Nữ sô cô la rất là đẹp này. Đấy, hoa nó rất là đẹp luôn. Đây các anh chị nhá. Đấy, nó cũng có cả đây này. Rất là đẹp. Sô cô la 150.000 đồng một chậu, lấy 2 chậu em bao ship. Còn ở phía trong này là Vũ Nữ nhện xanh, hoa nó cũng rất là đẹp. Mặt hoa của nó bông nó to lắm các chị ạ. Vũ Nữ nhện xanh, chậu nhiều thân 150.000 đồng một chậu, lấy 2 chậu bao ship. Còn đây là Vũ Nữ Hoàng Hậu hoa xanh. Thì Vũ Nữ Hoàng Hậu hoa xanh còn vài chậu thôi em xả hàng luôn, với cái giá cũ của em đều là 160.000 đấy. Bây giờ em xả hàng Vũ Nữ Hoàng Hậu hoa xanh với cái mức giá chỉ có 80.000 đồng một chậu thôi các anh chị nhá. 80.000 đồng một chậu Vũ Nữ Hoàng Hậu hoa xanh. 140.000 đồng một cân, dáng hương tam bảo sắc, hàng lá xếp như thế này nhá. 140.000 đồng một cân, và lấy một cân em vẫn bao ship cho các anh chị. Kiều Môi Tua, hàng rất là đẹp. 150.000 đồng một cân kiều môi tua, lấy 2 cân em bao ship và 50.000 đồng một bó. Số 51, một khúc vạch đỏ nguyên bản như thế này, hàng nguyên bản như thế này, 70.000. Đang lên rất là nhiều mầm gốc. Số 52, vạch đỏ nguyên bản đang lên mầm gốc và rất là đẹp như thế này, 50.000. Số 53, một khúc vạch đỏ nguyên bản 70.000 đồng. Đấy, mầm gốc cũng đã lên khá là cao rồi đây. Số 54. Số 54 này là một cái khúc đuôi cáo. À em xin lỗi, đuôi chồn. Đuôi chồn lẫn sóc, cái hàng thuần này. Đấy, rất là đẹp như thế này nhá, 150.000. Hoàng Lạp, hàng rất là đẹp, 150.000 đồng một cân, bao ship từ một cân và 50.000 đồng một bó. Vạch đỏ hàng kg, hàng hoa nó cũng đẹp và rất là sai hoa. Thì em còn một ít thì nó hơi ít lá, thành ra em sẽ xả hàng với cái giá cũ là 250. Hôm nay em xả hàng hoàng thảo vạch đỏ với cái mức giá chỉ có 210.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó. Trầm biên 50.000 đồng một chậu, đang lên mầm gốc cực đẹp. Cái dòng trầm biên này thì hoa nó cũng rất là đẹp nhưng chị ơi, hoa nó bông nó to, cánh đều, tròn đều, hoa nó thơm. Hải Vân Bắc, một dòng hài hiếm, bây giờ rất là hiếm luôn. Hải Vân Bắc thì em sẽ bán đồng giá là 100.000 đồng một cây nhé. Cây nào cũng đẹp hết các anh chị ạ. Cái ngọc hàng kg, hàng đẹp, hàng này mới về các anh chị nhé. Hàng này nhà em mới về hôm qua đấy, đang lên rất là nhiều mầm gốc đẹp như thế này. Hàng kg, hàng đẹp này em bán với giá 180.000 đồng một cân, lấy một cân em bao ship và 50.000 đồng một bó. Còn ở cái rổ này là chuỗi ngọc hàng thanh lý. Hàng thanh lý thì nó về trước hơn. Thế tuy nhiên các anh chị có thể thấy thì mầm gốc nó cũng đang lên rồi đúng không ạ? Những cái thân là nó khô này đi thì anh chị lấy thì em cũng sẽ cắt tỉa cho các anh chị. Chuỗi ngọc hàng thanh lý này thì em sẽ thanh lý với cái mức giá chỉ có 90.000 đồng một cân thôi. Chỗ này chắc tầm khoảng một cân gì đó, 50.000 đồng một bó. Em cũng còn vài cái chậu chuỗi ngọc hàng thuần. Đấy, bây giờ thì tất cả nó đều đang lên mầm gốc. Kiểu như thế này rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Một cái chậu chuỗi ngọc hàng thuần này em bán với giá là 150.000 đồng. Anh chị có thể lấy hàng thuần hoặc hàng kg đều được ạ. Và chuỗi ngọc hàng thuần này thì anh chị lấy 2 chậu em bao ship nhé. Đó là một số những cái mặt hàng hôm nay của nhà em. Em xin kết thúc video tại đây. Em chào các anh chị ạ.